Hello, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Dân Biển. Hiện tại là 3 giờ chiều các bạn. Mình có mặt tại xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Bây giờ tiếp tục là đi lại cá bè xước. Hôm qua đi một bữa đó các bạn, bán được 15-16 triệu chứ đấy. Cho nên ở lại để hôm nay đi một bữa nữa. Rồi sáng mai là về. Gió rất là to, gió 6-7 ngày gì đấy là không đi được, cho nên phải tranh thủ được ngày nào hai ngày đấy. Bây giờ đang ra bãi biển Ngư Thủy Bắc đây, họ đi gần ruộng là được mua ruộng các bạn. Quảng Bình những ngày hôm nay được mua ruộng rất là nhiều, vài trăm tấn hơn nữa. Ruộng phơi như này các bạn. Đây là những con thuyền bảy ngang, câu mực này, lưới nghề đủ các kiểu. Đây thì bãi tập kết của những cái thuyền này, vì mùa này là mùa đông cho nên những thuyền này phải lên cao, không thì gió nó vào nó sẽ đưa thuyền xuống. Đây là những con ruộng được kéo ra các bạn ấy. Ruộng này thì rẻ lắm, cần 4.000. Vì ruộng này thì kéo già ngoài kia có đất phải là rác, cho nên đa số người ta phơi cho cá. Bên này thì còn những tầm bạt này phơi để bán hoặc là ăn, chia nhau ăn. Thuyền nằm ngoài kia các bạn ơi, chuẩn bị ra khơi. Thuyền này đi 3 ngày đây các bạn, 3-4 ngày gì đấy, một ngày 17 triệu, một ngày 15 triệu, ngày hôm nay thì không biết. Già mê các bạn ơi, mê thương cho nhiều anh em ngư dân có tiền ăn Tết. Chuẩn bị xuống để ra khơi. Chạy lên từ lúc 2 rưỡi các bạn, bây giờ là gần 6 giờ rồi. Chạy gần 3 tiếng đồng hồ thì thuyền chúng tôi đã tới được điểm và bắt đầu bật đèn lên, bật đèn sáng lên để soạn chuẩn bị bùa. Rồi, già mê bùa đó các bạn ơi, bắt đầu công tác bùa lưới ra. Bùa như cũ thôi, tầm 5 phao dung thì sẽ vất cơ ra, cơ đầu tiên. Rồi chuẩn bị cơ các bạn, cơ đầu tiên đây. Cơ này là có cái đèn chớp đỏ. Dạ. Bùa tầm 30 phút sẽ xong lưới. Chạy hơn 10 lý các bạn, xa quá. Muốn đến được điểm thì phải chạy xa. Rồi, vật cơ thì các bạn ơi, nhà mê. Đây là cơ thứ hai và thuyền mình tiếp tục bùa. Một người bùa này, một người vất pháo và một người bên này chuẩn bị.
mạng lưới này dài tầm 2 lý các bạn, 2-3 lý gì đấy. Lưới rễ này là một mặt, mặt của nó là tầm 15 cm, 15 phân. Gần hết lưới rồi các bạn ơi, chuẩn bị vất cơ. Rồi như vậy là hết còn một sáo nữa. Như vậy là xong rồi các bạn ơi. Bây giờ sẽ thả dù. Thả dù để cho nó thuyền nó trôi theo theo lưới, vừa cắn lưới vừa nằm ngủ. Thả dù rồi các bạn ơi, ngồi chơi ăn cơm. Đất liền trống rồi. Được rồi. Quá gần. Rồi cho họ câu rồi. Ăn cơm. Đang thẻ mực các bạn ơi. Xúc. Đấy, hai con. Rặt. Tê. Rồi, chưa mà vô nè. Các bạn ấy thì chuẩn bị kéo lưới vô dâu. Rồi bắt đầu bắt cờ lên các bạn ơi. Cưa lên để chuẩn bị kéo lưới. Rồi bây giờ bắt đầu kéo. Kéo thật lưới xuống đây các bạn. Đây là khoáng đựng lưới. Chạy khiếp. Lo một thiêu mới xưa đấy các bạn ơi. Chưa có cá bè nhưng mà có thiêu đấy. Toàn cá mùi. Thiêu 2 cân. Chưa có dấu cá bè đấy. Hay là bùa dấu ơi. Xà thiêu thì con số.
chui xuống hầm. Đẹp quá, to ghê. Tiếp một thiêu rồi các bạn ơi. Hai em mà xin đôi. Rồi lo cá thiêu không được. Cán đen múp phê, thằng nghèo quan rồi nữa. Múp thiệt. Cán to úp bàn pháo là người phun nhà luôn. Thế ban ghế, thế ban ghế. Đường đào rồi, dân lên, mười mặn mang cơ. Còn cười dưới tay rồi. Tay là thái hoa, giống tớ là thái mưa. Chưa. Cả nên ra nên đợi khó. Nhảy nhảy cho đồng đội xuống. Được từ các bạn ơi. Có nữa. Ui thiêu thiêu thiêu. Con thứ ba. Thêm con nữa. Hai con là bốn con. Ô, năm con, giờ này con gì? Ồ, bốn con, giờ kia thêm con là năm con cá thiêu. Bộ đen vẫn có chứ, bộ đen. Đây là quả đẹp luôn rồi. Ba con là 5 con. Hả? Thêm con nữa. Thêm con nữa. Cả lên luôn. Ấp. Sóc chắc đấy. Đấy. Quá khỏe. Con này con các bạn này. Ôi bùa lạ. Ui con này vay luôn không.
Phẳng phẳng con muốn đó. Lái cơ luôn. Bố lại con sớm, mình khá dư. Khá dư một tí. Cẩn thận. Em có thiêu được các bạn ấy. Lo thiêu đi. Để múc khẩu hề. Đang xoay lưỡi các bạn, tìm lỗ để gửi ra. Một cơ nữa các bạn ơi, bây giờ nổ máy để rong tới cho nó nhẹ, giờ nước nó đổ ra cho nên kéo hơi mệt, phải nổ máy. Hôm nay không có cá bè rồi, hôm nay chỉ được 7 con cá thiêu và 2 con cá chim đang kéo cơ cuối cùng, hy vọng sẽ cá nóng các bạn. Anh em đang tiếp tục kéo. Hôm nay nữa thôi là 3 giờ chiều là gió rồi, không đi được nữa, nghỉ tầm 4-5 ngày đến 1 tuần gì đó. Như vậy là hết lưới rồi các bạn ơi.
Hôm nay cả đại xưởng là không chịu rồi, nó đi chặn gió rồi, chặn trượt chúng mình một ngày. Đây có một con ghe này. Bây giờ chạy về nhà thôi. Buộc lưới lại, đâu kia có một con chim cắn. Để mở xoàn buộc lưới. Giờ bắt cá lên cả bán ơi, được 7 con. Một em này. Đẹp quá. Hai em. Đây còn một em chim trắng này. Ba em. Con này to hơn này. Vào bữa an toàn này các bạn ơi, chuẩn bị vào nhà. Ở qua này cả hai con chim trắng và mấy con ghẹ và ba một con mực kia đấy để ăn mình tôm. Mực ăn mình tôm, ghẹ luộc, chim trắng làm gọi sashimi. Đấy, ok. Bây giờ vào nhà các bạn ơi. Cả này các bạn ơi, hai con chim chiều gọi, ghẹ luộc. Ui, con này buộc này. Ba con ghe luộc. Đây là bốn con mực, bốn con này sẽ ăn mì tôm. Ăn mì tôm buổi sáng các bạn ơi. Cảm ơn sếp. Bây giờ đến đây là kết thúc. Hẹn gặp các bạn video sau nha. Các bạn cảm thấy hay là cho mình một like và một subscribe. Bye bye.